Hello và chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại trở lại channel của mình. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với server ARK Online ở server Việt Nam New nha anh em. Ok, đây là tập 6 nha anh em. Ok, lần này thì cũng có khá là nhiều bạn luôn á nha. Khá là nhiều bạn luôn á, không chỉ lần trước chỉ có 3 bạn thôi. Ok. Hôm nay thì vẫn tiếp tục có bạn Tôm này, bạn Edot này. Đấy rồi bạn Phúc nữa. Đó, ok. Ok nha anh em. Thì hôm qua thì mình không có quay thì tại vì mình mới gặp thêm một trục trặc anh em ạ. Đây thì mình cái này mình nói cho anh em thôi nha. Thì anh em vào chơi chung với mình ấy, anh em đừng có mà ăn trộm đồ hay là lấy trứng lấy này lấy nọ lấy đồ của tụi mình rồi out chia bè anh em ạ. Đấy thì anh em cứ chơi như bình thường đi, tụi mình không có gì ép buộc gì anh em đâu, mình cũng không có, anh em có lấy đồ anh em chế tạo hay là anh em có đi làm gì đi nữa chết thú nữa, tụi mình cũng không có quan tâm tới chuyện đó đâu. Đó, tụi mình chơi chỉ là chơi vui vẻ thôi. Đó thì admin thì cũng hỗ trợ mình nhiều lắm nên là anh em đừng có lấy như vậy. Anh em đừng có lấy như vậy. Đó. Thì có một bạn là bạn Hắn hôm qua đấy này mà, bạn đó có quay video với mình luôn nha, hôm qua luôn ấy. Bạn nói là sao sao không biết sao ấy, bạn nó vào rồi bạn nó lấy hai cái trứng gigant của mình này đấy, rồi lấy thêm một cái trứng red nữa, còn lấy hết ít 10 rồi ít 15 rồi algebra đi luôn đấy. Nhưng mà rất là may bạn nó không có đi xa mà nó đi ở bên cái hồ bên kia kìa. Đó thì bạn đó là không có giữ mấy cái trứng là mấy cái đồ đó ở trong người mà nó bỏ trong cái tủ đó. Mà nó bỏ trong cái tủ rồi hên là admin cũng là lấy lại được rồi. Ok, để nói mấy bạn đó, anh quay rồi. Anh quay rồi nha, anh quay rồi nha. Đó, ok. Thì cũng rất là may mắn thì tụi mình cũng đã lấy lại được rồi nên là không có gì quá mất mát lắm, nhưng mà mình cái này mình rút kinh nghiệm, mình không có cho ai vô sau này. Không có cho ai vô đây nữa anh em à, không có cho ai vào đây nữa. Chỉ có các bạn mà chơi mà là vào server mình lâu đấy thì được lên manager đấy, mình mới cho vào thôi. Ok. Ok. Thì bây hôm nay thì mình sẽ tem gì ta, tem Spino đúng không anh em? Đó anh Tùng ơi, cho em hỏi sao vào bot được vậy hả? Thì ủa không có một con nào anh gấp em đi hả? Là sao ta, tự nhiên sao không có một con nào? Thì giới thiệu cho anh em biết luôn là nhà mình mới phối rất là nhiều gigan luôn anh em ạ. Đó, rất là nhiều gigan luôn nha. Đấy, trời ơi, 4 con gigan ở trong kia còn 3 cái trứng nữa, còn chưa nở kìa anh em ạ. Đó, khá là nhiều gigan luôn. Đây nên là anh em nào thì ta muốn mua ghi trứng không thôi, thôi mình không bán đâu, sợ admin lắm anh em à, sợ admin rất là sợ admin nha. Đó anh admin anh cũng quý mình lắm nên là mình cũng không có dám làm liều lại bất cứ chuyện gì. Mình nói là anh em muốn mua bán trứng thì mình mua bán thôi, nhưng mà thôi mình không mua bán đâu. Ok, hôm nay thì ok có bạn này xin vào, ok để cho bạn nó vào. Có vào không bạn ơi? Có vào không? Đó thì anh em vào chơi thì anh em đừng có mà như vậy. Đấy, anh em đừng có mà như vậy thì bây giờ là nhà rất là đông hú nha anh em. Nên là hơi lag, anh em thông cảm nha. Ok thì hôm nay thì tụi mình là định đi tem một con Spino. Mà không biết là cái con đó nó còn hay không nữa. Kiểu này mình sợ dân game của anh em mà lag lắm. Rất rác rác lát luôn. Ok. Ở đây tụi mình còn có ba empty red mà còn mới nở nữa này. Đó, tụi mình chuẩn bị rất rất là kỹ lưỡng cho BVB. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, ok. Ok, đi thôi. Đi thôi anh em, đi thôi đi thôi đi thôi. Thì đó nãy mình nói nãy giờ thôi, thì cũng mong các bạn đó là như ta đừng có làm như vậy nữa. Anh em chơi với nhau thì đừng có gì mà lấy đồ rồi nhau, rồi ăn trộm đồ rồi này nọ.
sinh rồi muốn ra chia bè riêng thì mình cho chứ, thì mình cho luôn chứ, hay là muốn làm gì làm, mình cho xin cái S10, S15 mình cho chứ anh em đừng có mà ăn trộm đồ. Thật sự luôn mình không có thích ăn trộm đồ chút xíu nào luôn á anh em à. Tại sao cứ chơi rồi đi ăn trộm rồi lấy làm gì ra? Đúng không? Muốn ra chia bè riêng thì xin cho thôi chứ có gì đâu. À không, tự ao ra thôi chứ tự nhiên cái ao ra mà lấy đồ của người ta. Không hiểu kiểu gì anh em. Mình ok mình mới chết một con là mới chết một con một giga 506 không 506 anh em à. Ok bây giờ mình sẽ lấy đạn súng nỏ niết gì thôi heo anh em à. Đây. Dao này, súng này. Cúp này. Đấy. Đó, ok. Có ít mời rồi nha anh em. Thì có một bạn nói với mình là có một con Spino là 360 mà ở đó ở khu nào á. Mình cũng không nhớ nữa. Nessie, có Nessie nữa kìa. Nessie là bạn của mình nha anh em, cũng là bạn của mình luôn. Bạn đó thì quay video của mình từ cái hồi mà server Việt Nam tự do rồi, lâu lắm rồi. Đúng rồi. Ok, mình đã chuẩn bị. À, khoan khoan khoan, mình phải lấy một ít đạn sứa nữa chứ mình đi tem mình không có đem theo cái đạn, không đem theo một viên đạn nào hết. Đây, 50 viên là hợp sức rồi anh em. Ui, lag lắm anh em à, lag lắm, rất rất lag luôn. Rất là lag. Ui, lag kìa. Ok thì tụi mình nghĩ là hôm nay tụi mình sẽ tem tổng cộng là hai con anh em, nếu mình hên mình kiếm được. Mà bây giờ thì nhà mình cái gì nó cũng có rồi anh em mà, nên mình chắc là mình tem cho vui quá. Thì đây mình sẽ đem thêm một ít bắp nữa này đó. À, ok, đi ok đi thôi đi thôi đi thôi. Mình lấy con agen của mình anh em à. Ở đây con agen của mình nè. Đi đi thôi anh em ơi, đi thôi đi thôi. À, gì con Spino 300 360 60 em nào. Nói đâu. Gấp hả? Đồ lát lắm anh em à. Đây em chúc mà ok, làm gì làm đi em, làm gì làm đi. Ê, tụi mình còn có cả quét dầu nữa anh em à. Thì bà nói thiệt luôn là thật sự mấy con giga này mình không có bắt nha, thiệt luôn á. Tại vì mấy bạn này ở đâu ra mà mấy bạn nó kiếm được rất là nhiều trứng giga luôn nha. Mà nó đem được hai cái gì, hai cái trứng giga, giờ mình tụi mình phối được hai con đó luôn á. Thiệt. Không thể nào tưởng tượng được là tụi tôi sao mấy bạn nó lại có thể mà kiếm được một con giga trong khi bảy màu luôn nha, trong khi là server không có bộ, không có ra sự kiện bảy màu nha anh em. Đó, cũng khá là hay. Chúng ta xong chưa? Xong chưa em ơi, xong chưa em ơi. Thôi để mình chat qua chị bè đi anh em, xong chưa? Đó thì còn cũng có khá là nhiều quét dầu luôn. Ok, để mình coi là bây giờ là hiện tại là chi bé đó hơn bao nhiêu chưa, thú này đã hơn 76 trên là 400 432 nha anh em. Trời, có số anh em có số 432 kìa. Ui số lồi đẹp nhờ. Khá là đẹp. Đó. Vứt hết đi, mấy cái này vứt hết đi. Ừ, có bạn mới vô nữa này. Khá là đông luôn, chi bé mình chắc có mình nghĩ chi bé mình là cái chi bé đông nhất server luôn ấy. Mình coi có mấy con này nó cần cái gì. Không, mấy con này là in riêng 100% hết rồi.
Rất là lag luôn anh em mà, phải công nhận là rất là lag. Để mình giảm cái âm thanh game xuống một chút anh em. Xong chưa? Xong chưa em ơi? Xong chưa em ơi? Ở đây mình có tem, mấy bạn có tem một con ếch này, em coi con ếch này. Ồ, ẻn 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 ẻn. Nói chung là chạy con ếch thì cũng khá là vui, nó chạy cũng khá là nhanh đó nè. Ủa, em chỉ thấy con 333 thôi hả? Chứ bạn nào bảo anh thấy con 360. Mình cũng nhớ nữa anh em mà. Thôi chắc thôi đi luôn quá anh em mà, chờ bà nó lâu quá. Chờ bà nó lâu thiệt luôn á. Đi thôi mình với tôm đi thôi. Ui lag lắm anh em. Nó giảm đồ họa xuống mức thấp nhất luôn chứ. Đây anh em xem đỡ đỡ giúp mình nha. Chứ lag lắm, rất rất là lag luôn. Thật sự rất là lag luôn, sợ hơi gì ta? Crash game luôn á. Crash game là văn game á. Ở đây cũng có rất là nhiều gigan nữa. Ôi trời ơi, nó lát này. Ôi trời ơi. Lát lắm, rất là nhiều gigan luôn, còn nhiều hơn cả bên mình nữa. Ok, đi thôi. Chờ không biết bữa nay có kiếp này con gì hay không nữa, hay là công cốc. Em chứ ta em thấy con Spino nào không chứ ta, mà cái bạn nào ấy đây là bạn nào nói với mình là bạn nó thấy được một con Spino level 360 đó, nhưng mà bây giờ mình không biết là bạn nó tên gì nữa, mình quên mất tiêu cái tên mà nó rồi. Em đang tới chỗ nó nè. Đây đây đây, bạn nó đang tới chỗ đó nè. Ở đâu em? Bình bình cho anh, bình 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 ngon cho anh, bình ngon cho anh. Thì cái bạn đó thì nó qua một chút thì các bạn hắn VIP Pro, hắn VIP Pro hôm qua thì ấy chết cha rớt rớt. Tự nhiên tôm ấp rồi. Đứng đây chờ tôm anh em mà chứ. Bỏ mặt vào nó đây mình tội nó lắm. Tự nhiên cái ấp rồi cha đang chơi mà. Thì cái ủa gì sao, ủa sao nó lại mất cái gì vậy, sao nó lại mất kìa, what why
item hả? Ai ai bạn nào tay mất hay sao? Sao ok đi anh em. Cay quá, cay quá. Mình thì mình quay video lúc là 2 giờ, không, 2 giờ, 2 giờ 30 chiều nha anh em. 2 giờ 30 buổi trưa đấy, đúng rồi, 2 giờ 30 trưa chứ không phải là buổi chiều nữa. Đó, nên là có hạt mình thì các bạn đó thì bạn nó nói mình là bạn nó tìm được cái con Spino nó thì cũng lúc đó là hình như là 3 4 giờ sáng gì đấy không nhớ nữa. Rồi bạn nói trap nó gì ta? Bẫy nó lại giờ chắc là có ai lại bắt nó rồi. Ta thôi đi tìm con khác. Thôi đi tìm con khác đi mày. Tìm con khác thôi. Đây cái con cái dòng sông này rất là nhiều có khơ, hơi bị nhiều Spino này. Hy vọng là nó sẽ ra một con Spino level cao nha. Anh em thừa biết là ở trong server là hú nó spam level cao. Nó spam level cao rất rất là nhiều nhưng mà con Spino này tới bây giờ tụi mình vẫn không tem được là anh em biết là con Spino này là level cao hiếm như thế nào luôn rồi đó. Rồi con 60 này. Rồi con 60 này admin Hoàng Minh kìa. Ừ nói tới admin Minh ha. Hôm qua mình mém chứ lấy được cái bàn kiếp bộ của ổng anh em à. Hôm qua mình mém tí nữa lấy được cái bàn kiếp bộ của ổng này. Ơi hello ông ơi trời ơi đi ta kiếm giúp tôi con Spino level cao. Ok mình nghĩ chắc là mình sẽ đi ta tu nhanh qua cái đoạn này đi chứ kiếm cái kiểu này là biết bao giờ mới xong được anh em đúng không. Ok mình đã trở lại lại đây anh em à. Thầy đi một hồi thì tụi mình cũng kiếm được một con Spino là level 333 như mấy bạn kia nói. Thì vẫn tiếc anh em mà nó vẫn không có đủ cái yêu cầu mà mình mong muốn. Yêu cầu mình mong muốn là phải trên là 350 cơ. Như vậy thì lúc tăng cộng level đấy thì nó sẽ đủ luôn level là 600 anh em ạ. À. Đó. Còn cái này thì nó không có đủ nhưng mà nó vẫn cộng có thể cộng level được gần như là 6 gần sắp 600 đấy. Nhưng mà nó kiểu như mà nó sẽ bị hột một vài level nhưng mà kiểu như là 580 hay là 500 mấy ấy. Ok thì ủa nó đâu mất tiêu rồi anh em. À đây nó đây này. Ủa gì hụt ta? Ở trong server online thì anh em phải chờ cho nó mà lên đạn mà nó lên đạt cái được cái số 1 thôi nha anh em. Nó lên được cái số 1 đấy rồi anh em mới bắn trực tiếp chứ nó chưa có lên được số 1 là mà anh em bắn là nó để mình đi qua bên bển luôn. Lúc này khó bắn quá. Lát quá anh em à, thiệt luôn, rất là lát luôn ấy. Phải công nhận là khá là lát. À trời ơi. À, cái con này. No, bị tuột level rồi, tuột level rồi nó. No, tuột level rồi. À, admin tăng giúp Thầy level. Không kiếm được. Người tại ơi, tự nhiên đâu ra chui ra cái con
sao mà cay thế nhờ? À đây mình có tăng cho này. Đó, ok. Tầm 360. 360 đi. 360 đi, 360 đi. 360 đi. À, ok, không được thôi. Làm sao rồi em, nó cũng ít nhất nó cũng đỡ được một vài level. Còn có ba cục thịt đùi. Để mình đi farm thêm anh em à, đi farm thêm. Ê chào, đây không có con thịt nào đâu. Đây anh farm. Anh farm thịt đùi anh ạ, anh farm thịt đùi. Hay là có con Diplo này. Ừ, máu trâu thôi. Ủa không có con nào để farm thịt đùi hết ta. Ấu rừng rõ mà không có con nào farm đùi hết luôn trời. Đường đỏ mà không có con nào farm đùi luôn này ta. À đây 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 có con Harry này. Harry đâu mà máy này. Ok, vừa này chưa được nha. Chứ không Harry nó phá gấp ghê lắm anh. Đó, 10 cục. Yes, cho ăn được rồi, cho ăn được rồi nha anh em. Cho ăn được rồi nha tôm. Cho ăn được rồi nha, cho ăn được rồi nha. Ok. Tổ tô bò. Không sao, không sao. Theo kinh nghiệm của mình thì như ta cho nâng nó là một up level vậy là nó sẽ bị tụt food anh em ạ, nó sẽ bị tụt food. Không sao, mình có mang theo x15 luôn mà. Nay ăn lại đó. Đó, ăn đi cu, ăn đi. Ăn đi. Đúng rồi, nhai vào, nhai ngấu nghiến nha cha anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi, level có 460 thôi. Hấp quá. Con phải có 470 thôi, có... có 472 thôi. Ôi, hấp quá, hấp quá. Ok, đi đây mà tele nó về luôn đi. Mình về để mình phối làm ra Spinal Shadow F1 anh em à. Về mình để mình phối mình tìm Shadow F1 anh em. Ok, đi tìm tiếp nha. Ok, mình đã quay trở lại ra đây em mà. Phần này mình sẽ tìm được một con Spino level cao hơn nữa nha anh em. Level 345 nha anh em. Nó cũng khá là ngon á. Ok, bây giờ thì chơi thôi. Ủa nó đâu mất tiêu rồi trời. Ui kỳ, tao điện mới đây thấy này mà. Nó đâu?
À đây, hình như bên đây này. Ủa sao còn có 2.000 mấy máu vậy? Sao còn có 2k máu? Sao bắt nó đây? Chạy quá. Con này nó chạy nhanh lắm anh em à, đây cái khu vực của nó đấy. Rồi dân game. Rách game mà anh em à. Nó có sai đâu. Dễ rồi, rất lắm anh em mà. Giờ cái Samsung Galaxy Note 20 Ultra của mình nó sao quá. Giờ sao bắt nó ta? Hình như hồi nãy là Admin bắn bắn mấy cái mà người ta rocket này là cái chỗ dính nó hay sao, cái nó yếu máu nó chạy luôn. Sao không thể nào bỏ được con Spino là được. Nó vào đây nè. Kẹt vào đi, làm ơn. Please. Không dính anh em à. Khó lắm. Trời ơi, Alpha Raptor kìa anh em ơi. Rồi rách game nữa. Ôi sao mà thiệt chứ. Nó thiệt luôn là sao con chip Snapdragon 8 865 Plus nó là chơi game kém như thế nhỉ? Không hiểu sao luôn. Không hiểu tại sao mà nó lại có thể chơi game kém như vậy. Ừ. Rách game liên tục. Chica. Sao tại em? Sao tại em ở đây? Sao tại em ở đây giờ? Toàn chạy thôi. Hai con alpha quá ghê gớm. Rồi kiểu này chắc mình gây là nó rush game nữa quá anh em à. Mình đã đặt ở cái chế độ là chế độ là nó yếu nhất có thể rồi. Ở chế độ mà cấu hình khóc nhất thế có thể rồi, nhưng mà mình bây giờ nó bên đây nè đúng không?
Đúng rồi. Kẹp vào đi, kẹp vào đá đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đi ra khỏi cái chỗ này đi, đừng có vô cái đầm lầy đó. Nhức đầu lắm. Đó. Đừng có đi vào cái đầm lầy. Không. Rồi, ngủ rồi. Hên quá. Khoan khoan, để tránh trường hợp lúc nãy mình sẽ kêu con gì nó là nó kiếm chuyện anh em. Đó, thấy chưa? Chắc mình sẽ kêu con mặt ngu này quá anh em. Con mặt ngu này cho nhiều thịt đùi lắm này, siêu nhiều thịt đùi luôn. Thậm chí có thể cho nhiều thịt đùi hơn cả Maroto nha anh em. Nó 45 cục quá khủng khiếp. Ok, mình tem con này chắc là mình sẽ up video anh em ạ. Ơi chà. Không biết anh em là có cách khắc phục không nhờ chứ nó lag quá. Ừ. Rồi ăn đi con. Con Spino của nãy của mình là con Spino. Cái ta Spino hồi nãy phim phim mail hay hay mail em Spino nãy phim mail hay mail em có admin này. Bây giờ gì hát mà admin có thể mà bút cho nó thì một tí level nữa chứ đúng là 355 ha. Đúng đó là đủ level chỉ tiêu luôn á. Ừ. Nó ăn lâu á. Tới lúc PvP chắc cũng tem hú chắc cũng hơi khó à, nhưng mà PvP có một ngày thôi nên là anh em yên tâm. Đây trời ơi, tem kiểu này chắc cũng hơi bị lâu. Chà. Cho nó tìm nhanh hơn được không ông, chứ lâu quá. Trời ơi, ăn lần có 11% mà lâu quá, quá lâu luôn, ít 15 đây. Không có đem heo nữa, anh em heo nó cục tích rồi anh em à. Có đem heo nó cục tích này. Đó, đúng rồi, admin bút cho thêm người ta 350 lên cho thêm 5 level nữa này, ngon lành chưa. Chà. Ấy chà, bây giờ không có gì ta. Bây giờ không có thuốc ngủ cho nó sao được cho nó ngủ đây. OV Raptor đã bị giết bởi con Diplophosaurus hả? Gì ta? Thôi chào anh em rồi.
Thôi chào anh em rồi up tôm. Thôi chào anh em rồi up tôm đi. Thôi chào anh em rồi up tôm đi. Ở đây là đây tôm. Ở đây. Ở đây này. Ok. Hôm nay thì mình với bạn tôm này. Đấy, đã đi tem được hai con Spino nha anh em. Một con là 330 và một con là 345. Đấy. Đấy thì hôm nay thì cũng thì mình chỉ là làm video tem mấy con Spino rồi nhắc cho anh em biết. Anh em vào chibe của mình hay vào server đấy, anh em đừng có làm vậy thôi. Anh em chơi vui vẻ vào, anh em đừng có mà lấy đồ của anh em này này nọ hết. Đấy. Ok, anh em thấy hay nhớ à, xong quên nữa, còn có một sự hỗ trợ của admin Minh nữa này mà nên Minh admin Minh đẹp trai. Ok, anh em thấy hay nhớ like, share, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Ok, mấy ba anh em nha. Bye bye.